Em xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay là ngày 12 tháng 4, em lại lên một số những mặt hàng cho các bác sưu tầm nhá. Đây, đầu tiên em xin giới thiệu với các bác là một giò kèn. Đấy, giò kèn giống rồi mà hoa tím lịm lìm luôn. Đấy, gồm có hai thân hoa các bác nhé, hai thân hoa và được hai mầm này, hai mầm rất đẹp này các bác này. Đấy, mã số 40 350.000 các bác nhé, 350.000 trong giò kèn nào quá tím luôn các bác. Nói chung là quá tím. Đấy, lũ của nó đen xì luôn. Tiếp theo giò kèn mã số 939 gồm có hai thân các bác nhé, một hai thân và một cái kia đây, một cái kia này thì dễ nó xong ra xuống đây này, về các bác ép nó xuống tí như này là ok nhá các bác nhé. Đấy, và hai cái mầm đang lên nữa đây rồi, mã số 39 250.000 bằng thảo kèn. Đấy, mặt bông cũng rất là tím nhá các bác nhé, 250.000. Tiếp theo là giò phi điệp mã số phi điệp tím, mã số 3 à quên mất phi kiều tím, mã số 37. 37. Lụ đang lên to rất to nhé, được một lụ này. Hai cái lụ này. Ba lụ này. Giò này được ba lụ rồi các bác nhé, mới lên được ba lụ rồi. Bốn lụ, được bốn cái lụ các bác. Mã số 37 350.000. 350.000. Cây rất là dài các bác nhé. 2 4 6 80 phân. Tiếp theo giò đùi gà mã số 38. Giò đùi gà 38. Giò này thì trồng có hai dề thôi. Đây, nhưng mà dề của nó là hai dề to nha các bác nhé, hai dề to rất đẹp và ki có rất là nhiều. Rễ có bộ rễ của nó thì trắng muốt hết cả đây, nó xuống rất đẹp rồi. 38 230.000. Và lụ được mấy cái lụ về vẫn còn có hoa để chơi các bác nhá. 38 230.000. Tiếp theo là một siêu phẩm kiều vàng. Đấy, kiều vàng siêu lụ luôn các bác nhé. Siêu lụ. Đấy, mã số 17 gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cái lụ các bác nhé. Gồm 15 cái lụ. Đấy, hàng thì dễ đã ra rồi. Mã 17, 220.000 các bác nhé. 220.000 kiều vàng. Tiếp theo mã số 39 cũng một giò kiều vàng, được 1 2 3 4 5, được 5 cái lụ nha các bác nhé. 1 2 3 4 5, 6 cái, 6 lụ. 39 180.000. 180.000 kiều vàng. Giò kiều vàng tiếp theo mã số 25. Mã số 25 cũng được 1 2 3 4 5 6, cũng 6 cái lụ các bác nhé, được 6 cái lụ. Mã số 25 cũng 180.000. 180.000. Giò kiều vàng tiếp theo mã số 88. 160.000 các bác nhé, được 1 2 3 4 5 cũng 6 cái lụ, 7 cái lụ. Đấy, nhưng mà cây nó ngắn hơn tí các bác nhé, hàng đã bén rồi, dễ bắt đầu đang phun ra rồi. 88 160. Tiếp theo giỏ kiều vuông mã số 94. 230.000 các bác nhé, 230.000, 94 kiều vuông, đã bén dễ. Đây, cái giỏ sơn thủy tiên các bác nhé. Nói chung là em cắt đi để em dưỡng cây, hoa của nó cũng khá là dài mà em cắt hết đi rồi. Đây, sơn thủy tiên đen. Để lại hai bông này cho các bác biết là mặt hoa của nó thôi. Đây, nguyên một dề. Được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 thân. 9 thân lá. Và đây đang thấy được hai cái mầm gốc đang nhú lên rất đẹp này, hai mầm nhú lên rất đẹp đây rồi. Đấy. Đây nhá. Mã số 25, 1 triệu đồng nha các bác nhá, 1 triệu đồng. Tiếp theo một giò hồng nhạn mã số 06. 06, 200.000 các bác nhá, 200.000 hồng nhạn trồng chậu. Hàng đã ra dễ rồi. 06 200. Tiếp theo một giò sơn thủy tiên. Mã số 99 gồm 1 2 3 4 gồm 4 cành hoa các bác nhé, 4 cành hoa. Giò này thì hàng dễ đã ra rồi các bác nhé, 99 230.000. 230.000. Tiếp theo giỏ ý ngọc mã số 35. Mã số 35. Đấy, rất là nhiều hoa các bạn, rụ rất nhiều luôn. Đấy, gai chi chít đây. 35 150.000.
150.000 coi nhé. Tiếp theo, một giỏ sơn thủy tiên trồng trên cục gỗ và rễ đang ra bám gỗ rồi. Mã số 41. 1 2 3 4 5 cành hoa, 41 5 cành hoa. 180.000 các bác nhé, 180.000, 41. Tiếp theo mã số 92. Vạch đỏ 200.000. Hàng đang lụ các bác nhé. Vạch đỏ hàng đang lụ. Vạch hàng đang lụ. 200.000. Tiếp theo giỏ long thu xuân mã số 220.000. Tiếp theo mã số 42. Cũng là một giỏ ý ngọc. Đang lụ các bác nhé, ý ngọc. 180.000 các bác nhé, 180.000 ý ngọc. Ý ngọc thì thực sự các bác hai giỏ này thì nó cũng chưa thuần đâu. Bây giờ các bác về các bác đợi cái mầm gốc lên rồi thì nó ra rễ dài như này cũng sắp ra được, chắc tầm tuần nữa là bắt đầu bắn rễ rồi. 42 180.000 các bác nhé. Tiếp theo giỏ phi điệp gần đây đang quay gần mọi người mới thấy. Con số 41. Đây một giỏ phi điệp tím. Gồm 1 2 3 4 5 6, gồm 6 thân hoa nha các bác nhé, 6 thân hoa, 6 thân tơ, 41. 200.000 các bác nhé, 200.000. Mầm lên rất đẹp rồi. Đấy. Mầm lên khá là đẹp, 41 200. Tiếp theo mã số 10, hồng nhạn. 180.000 các bác nhé, hồng nhạn 180.000. Thuần trên cục gỗ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cây. 180.000. Hồng nhạn. Giò hoàng thảo điện biên bông. Đấy, đẹp như thế này. 93 200.000. Hoa rất thơm các bác nhé, điện biên đông, hoa rất thơm. 200.000, 93. Đấy, giò này mới lở nên còn có những nụ bắt đầu bây giờ nó đang hé đây. Tiếp theo một giò hài đuôi công mã số 30. Hài đuôi công mã số 30, 200.000 các bác nhé, 200.000 hài đuôi công. Hài Vân Lam mã số 31, 180.000. Gồm hai vòi hoa các bác nhé, hai vòi hoa. Giò hài Vân Lam tiếp theo. Đây 150.000, gồm một vòi hoa các bác nhé. Hài Vân Lam, một vòi hoa. 150.000. Tiếp theo giò kèn giống. Này, kèn giống thì bây giờ hai mầm rất đẹp rồi. 32 100.000. Anh chị em ai có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em với số điện thoại là 0969 444 668. Số điện thoại của em đã kết nối Zalo rồi nhé. Rồi em xin chào tất cả mọi người ạ.